Ok, xin chào tất cả anh em, mình là Bá Linh đến từ Tokyo Camera. Trước mặt anh em đây là siêu phẩm Ronin S đến từ DJI, một chiếc gimbal dành cho máy ảnh được anh em săn đón trong thời gian hiện tại. Thì trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em một số thao tác cơ bản về chiếc gimbal Ronin S này. Thì cái thao tác đầu tiên thì muốn hướng dẫn anh em đấy là nhiều anh em cũng muốn hỏi là làm sao để cân chiếc gimbal này. Tại vì gimbal này nó có một cơ chế rất là mới, đó là cái trục 45 độ đằng sau này, nó không còn thẳng đứng như là cái chiếc Crane 2 mà anh em đã thường dùng hồi xưa nữa. Thì cái cơ chế này giúp cho anh em cân gimbal này và mình vẫn có thể được nhìn được cái màn hình LCD của máy ảnh. Đó, thì chúng ta bắt đầu bước vào cái thao tác này nhá. Ok, việc đầu tiên chúng ta sẽ gắn máy ảnh vào cái plate này. Thì chúng ta có hai cái plate đi kèm, là cái plate mà anh em vẫn thường thấy ở đây. Và một cái plate nữa, người ta ở DJI gọi là camera riser. Thì nó sẽ làm cho cái len của anh em được nâng cao lên và nhiều khi nó không chạm vào cái plate này. Đó, sau khi gắn xong cái plate này vào máy ảnh thì chúng ta sẽ gắn cái plate này lên gimbal. Đó, thì cái cơ chế khóa của DJI bây giờ rất là thông minh rồi. Anh em chỉ cần đẩy vào thôi là nó sẽ tự động khóa. Nó không bị tuột ra nữa. Và anh em yên tâm về chiếc máy ảnh của mình không bị rơi gì cả. Đó. Sau khi gắn lên đây thì anh em sẽ điều chỉnh cái trục cái đế ở dưới này làm sao để cái báng tay cầm của mình nó sát vào cái trục này mà nó không cần phải chạm vào đâu, cần phải sát là được rồi. Đó, như này anh em khóa lại. Ok, giờ đến phần cân. Thì trước hết là anh em sẽ cân cái motor này, motor trục bên tay phải này. Anh em sẽ để máy vào và anh em giữ một tay giữ motor, một tay anh em đẩy cái máy này đi này, để cho máy này di chuyển và anh em xem là nó đổ về phía nào, anh em sẽ chỉnh cho nó đổ về phía ngược lại. Đó, như này là ok này. Anh em sau đó anh em khóa lại. Sau đó anh em sẽ để đứng máy ảnh lên như này. Anh em tiếp tục cũng cân như thế. Chúng ta sẽ dùng cái chốt này anh em tháo nới lỏng ra. Anh em cân lại. Đổi đằng trước này. Đó, sau đó anh em chốt nó lại, kiểm tra lại đằng trước một chút. Ok, như này là được. Thì để kiểm tra xem là cái trục này nó đã ok chưa thì anh em có thể nghiêng máy 45 độ, anh thả ra, nếu mà nó vẫn giữ nguyên hoặc là đổ nhẹ nhẹ thôi thì là ok. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cân đến cái trục motor phía sau này, trục 45 độ này. Anh em cũng lấy lỏng cái chốt này ra, anh em xem nó đổ phía bên nào. Rồi, bây giờ đang đổ phía bên này thì mình sẽ đưa cả cụm này sang bên tay trái của mình. Rồi, như này là ok này. Sau đó anh em chốt lại. Rồi, chốt chặt một chút nhá. Rồi, đến cái trục motor phía dưới cuối cùng này. Anh em sẽ để máy ở vị trí ngang ra. Anh em chống vào người. Để ngang ra như này, anh em thả đây ra, nó xem nó cái phần này nó đổ phía bên nào. Như mình thấy nó đang đổ về phía bên tay phải của mình sẽ đẩy cái này sang bên trái một chút. Đó. Đến khi mà anh em giữ motor mà nó không đổ về phía bên nào nữa, nó ngang ra. Ở đây mình có thể đổ này. Đó, được rồi. Khi anh em giữ mà nó không đổ về phía nào nữa, nó ngang ra như thế này thì là ok, gimbal của chúng ta đã được cân sơ bộ thành công. Để bật chiếc gimbal này lên thì chúng ta sẽ có hai thao tác. Đầu tiên là bật cái pin của nó. Pin của Ronin S này thì đã tích hợp luôn vào cái báng tay cầm này rồi. Chúng ta sẽ bấm một lần vào pin. Đó, sáng đèn là ok. Tiếp theo, chúng ta có một nút nguồn ở đây. Nguồn ở đây. Anh em sẽ bật nó lên như tất cả các dòng đi flycam của DJI, có nghĩa là bấm và giữ đến khi đèn ở đây nó sáng. Mình làm lại nhá. Làm lại này, lần nó giữ. Rồi. Nó sẽ có tiếng pip một phát là anh em ok. Rồi, gimbal đã được bật lên. Thành công. Thì một số anh em hỏi mình làm sao để mình có thể remote cái nút record ở trên tay cầm này mà không cần phải bấm vào máy ảnh. Ở đây mình có chiếc Sony A6300. Cũng như là tất cả những dòng Sony khác anh em thường dùng để quay thì sẽ có một cái dây mà DJI chúng ta được tặng đi kèm, đó là cái dây RSIR ở đây, đó là dây hồng ngoại.
anh em sẽ cắm vào cái phần đế dưới của gimbal này. Cắm vào đế dưới của gimbal. Phần đèn hồng ngoại này anh em sẽ để ở phần dưới của cái báng, nơi mà có cảm biến hồng ngoại ở đây. Đó, anh em đi dây làm sao cho gọn nhất. Đó. Rồi. Ở phần menu, để kích hoạt cái chế độ remote này lên thì anh em phải vào menu của máy ảnh. Anh em tìm đến cái tab cuối cùng này. Rồi, anh em tìm một cái phần tên là remote control. Ở đây, remote control. Anh em on nó lên. Đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng được cái nút record ở trên tay điều khiển này, thay vì mà mỗi lần bấm chúng ta phải bấm vào đây. Đó, anh em mình sẽ làm thử cho anh em xem nhá. Đó. Quay là sát vào em. Đó, thì đây mình sẽ bấm vào nút này. Đó, mình không có máy, mình không có thẻ ở trong máy nên nó sẽ báo là no memory cả. Có nghĩa là nó sẽ đã nhận cái nút record này rồi. Đó, bấm ok. Nhiều anh em khác cũng hỏi mình là tại sao mà khi mua máy về bật lên nó lại không lên. Thì đây là một cái cơ chế của DJI, cũng giống như tất cả những sản phẩm Osmo hay là Flycam, từ Mavic đến Phantom hay Inspire, chúng ta đều phải active trước, sau đó thì cái gimbal này nó mới hoạt động. Thì active như thế nào? Thì chúng ta sẽ lên App Store và chúng ta tìm một cái app tên là Ronin. App Ronin. Đó. Đây, DJI Ronin đây. Chúng ta sẽ bấm tải về. Ở đây mình tải về rồi đấy. Và chúng ta sẽ bật máy lên này, sau đó kết nối với lại thiết bị của mình. Bấm Ronin. Chờ một chút để hai thiết bị kết nối với nhau. Ok, khi mà đã có một cái dấu tích màu xanh này là anh em sẽ sử dụng được. Ở đây là cái chiếc Ronin này của mình đã được active rồi. Còn khi mà anh em mua máy mới về thì nó sẽ hiện lên một cái thông báo khác. Active, chúng ta chỉ cần ấn next 2 lần thôi là thiết bị sẽ sử dụng được. Anh em tắt Ronin đi, bật lại thì nó sẽ lên.